Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Tây Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở con Mu Vinh vậy rồi. Xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok anh em, hôm nay thì mình sẽ cùng anh em tiếp tục đi review về cái bảng chung này ha. Về vấn đề mà mua bán, mình nghĩ cái vấn đề này thì khá nhiều anh em rất là thắc mắc cũng như là muốn tìm hiểu về vấn đề này. Nếu anh em nào đã chưa có chơi con game này, đúng không? Đấy, thì hôm nay thì chúng ta cũng sẽ review một tí về bên cái việc mà mua bán ở trên con game này. Thực sự mà nói, ở trên thị trường thì khá nhiều con game đang có thể mua bán, có thể kinh doanh trên game. Anh em biết rồi, game MMO từ xưa giờ mà nếu mà buôn bán được một cái là người chơi rất là bền, là siêu bền luôn. Nhưng mà cuộc sống bây giờ nó không cho phép như vậy anh em ạ. Nhà phát hành thì họ đưa ra một chiến lược đó là 100% lợi nhuận sẽ về túi họ, chứ họ ít để cho cái người chơi để mà có thể kinh doanh được. Những con game bây giờ nó đa số là như vậy anh em ạ. Đấy, nên cái việc mà anh em chuẩn bị máu để mà chơi game á thì khả năng nó sẽ cao hơn là cái việc anh em không có thể kiếm tiền trên game đấy. Đối với mình thì mình thiên về cái hướng chơi giải trí, nên thành ra cái việc là mua bán được hay không cũng không quan trọng. Nếu mà mua bán được thì hay đấy, đối với mình là như vậy anh em ạ. Mình là một thằng review thôi đấy, nên mình thường thường thì mình chỉ là review là trên hết thôi, còn cái việc mà hơn thua trong game thì mình ít bao giờ đụng chạm đó đấy. Rồi không lòng vòng nữa thì mình cũng sẽ review luôn cái vấn đề mua bán ở trên con game này ha. Anh em xem video mà thấy vui hay để lại phần comment bên dưới, còn nếu ủng hộ mình thì để một like hoặc một subscribe nha. Anh em chúng ta cùng nhau chém gió hàng ngày đấy. Ok, hiện tại đây là một số vật phẩm ở trên đây thì nó treo ở trên cái đây anh em ạ, treo trên cái shop này. Và hiện tại theo mình quan sát là một số vật phẩm mình chưa thấy vật phẩm nào bán được cả, nhưng mà hiện tại trên đây có vẻ như là cái này là của game nó đưa ra anh em ạ. Của game đưa ra nó bán hay sao đấy, mình vẫn chưa thấy cái món nào mà của người chơi bán thì phải đấy. Hoặc là có thể là cái khu này là của người chơi bán nè anh em, nhưng mà cái khu dưới đây thì là của nhà phát hành bán đấy. Này, một số món ở đây nè anh em thấy không, đồ đạc này nọ nè, nó sẽ đưa cho mình nguyên cái bộ của ông DK nè, nguyên bộ của con pháp sư nè đó, viên cùng thủ nữa. Thì anh em có thể mua ở trong đây đấy, mua cái bộ đồ tím, bộ đầu tiên đây. Vậy là có nghĩa là nhà phát hành là chơi luôn cái mâm này anh em à, đấy, hết đường sống anh em. Đấy, đúng không? Và ở đây thì mấy món này chắc là cũng của nhà phát hành bán luôn, chỉ có mình đang thắc mắc là ở bên cái dòng này thôi đấy, cái dòng mà dạng như mấy cuốn sách để mà nâng cấp kỹ năng đồ này nọ anh em à. Đấy, thì mình không biết là cái này là do người chơi bán hay là do nhà phát hành bán, nhưng mà nhìn có vẻ nó giống như của người chơi nhưng mà cũng không giống lắm hay anh em thấy không, nó cũng nôm na bao nhiêu đó rồi cái là nó lại xuống tới mấy cái bộ đồ này đấy. Thì mình nghĩ chắc cái vấn đề nhà phát hành bán đồ trong đây thì nó nhiều anh em ạ. Anh em chỉ việc đi chơi chơi và cài cuốc kim cương thôi, cái tiền tệ mặc định ở trong đây thì là kim cương anh em ạ. Đấy, thì bây giờ bắt buộc chúng ta phải cài kim cương để mà mua đồ trong đây rồi. Và anh em biết rồi đấy, một nhân vật mà chúng ta lên đồ thôi là cũng quải rồi, bây giờ chúng ta phải lên đồ tới 3 nhân vật lận. Anh em thấy không, đồ đạc của mình hiện tại con DK của mình nè đó, con pháp sư nè, cung thủ nè, đồ đạc khá là lọt trọt anh em ạ. Mình cũng chơi không thường xuyên cho lắm, mình đa số mình vào để mình làm một tí rồi bắt đầu mình review để cho anh em tham khảo thôi, chứ bản chung mà hơi nào chơi cày cuốc cho cố vô chi anh em ạ, đường nào mình cũng chơi bản Việt mà. Đấy, về cái lối chơi và cái đồ họa của con này thì mình cảm thấy là cũng khá thích, rất là thích, nhưng mà tiếc cái là nó không kinh doanh được anh em ạ, không kinh doanh được đấy. Nên cái việc mà chúng ta kinh doanh trên đây thì gọi là tắt tay anh em ạ. Trước khi chơi con game này thì anh em chuẩn bị một tí máu để mà cống hiến cho nó thì có lý chứ, còn mà gọi là kinh doanh thì thua ấy. Còn mình thì mình chơi hướng giải trí thôi anh em ạ, mình ít tới cạnh tranh với vấn đề nạp nít với lại mà đua top rồi này nọ các kiểu lắm đấy. Ok rồi, ở trong đây thì nó có cái event, hiện tại đang có cái event anh em, cái này giống như là kho báu kỳ tích anh em, ở bên mua vượt thời đại đấy anh em thấy không, mấy cái chuyện gì đồ này nọ nè đấy, nó có một số cái event nhất định y chang như là mua vượt thời đại này mà, cái lối mòn nó y chang vậy đó đấy, nó chỉ khác cái là nó ba nhân vật đó.
Và mình cảm thấy là cái vấn đề mà mua bán ở trên đây thì nó khá là căng, nói chung là nó bán sẵn hết rồi đây mà. Này là trong cái shop để mà mình mua sắm ở trong đây này. Rất nhiều thứ trong đây để mà chúng ta cần thiết để mà chúng ta có thể mua. Đấy. Này có thể thấy cái tiền tệ chính của chúng ta là kim cương thôi. Thì chúng ta chơi cứ cài kim cương. Đấy. Còn cái vấn đề nạp vào để mà lấy cái loại một loại tiền tệ nào đó đấy mà. Một loại tiền tệ nào đó để mà chúng ta có thể mua mua đồ trong đây thì nó lại khác nữa nha. Đấy, một cái loại tiền tệ khác mình không có dịp để mà mình trải nghiệm, mình không có thể nạp được ở trong con game này nên mình không biết được cái gọi tiền tệ đó là như thế nào cả này mà. Nên thành ra mình cũng vẫn chưa có hiểu cho lắm cái vấn đề mà nạp của nó như thế nào. Cái này là phần truy hồi anh em mà. Hôm qua thì không có vô nhiều thì hôm nay truy hồi lại bằng kim cương đấy. À, được một cái bao tay ngon hơn này mà. Ngon hơn thì mặc vào ấy. Cái này dù gì đây? À. Mới vào thì nó cho chúng ta thưởng chúng ta đủ thứ các kiểu này mà. Gây kích thích lắm. Trong cái phần này thì chúng ta phải làm nhiệm vụ hàng ngày anh em mà. Đấy, cái mục này là nhiệm vụ hàng ngày để mà chúng ta có thể làm. Nó cũng khá nhiều nhiệm vụ anh em ạ. Từ lưa đấy. Cũng đa dạng và phong phú lắm. Nói chung chơi vui thì mình nghĩ nếu mà anh em nào được thì tập trung một server nào đó ít nạp á thì chơi vui. Đấy. Còn mà mình thấy thường thường mấy dòng game này thì những tay to người ta đua ghê lắm. Nên thành ra việc mà game bây giờ trong những cái con này mình nói chắc 100% á là những cái con như thế này thì chỉ có tiền mới mạnh thôi anh em à. Đấy. Chỉ còn mà gọi là chơi vui thì có chơi tới Tết cũng như vậy anh em à. Không thể thay đổi được gì cả. Đấy. Thực sự nha. Đấy. Nếu mà gọi mà chơi vui để mà mạnh thì gọi là không có anh em à. Không có đâu. À, nên chúng ta không cần phải à, con boss này giống như là con boss miếu Kalima anh em à. Nghe đúng không? Đấy. Có vẻ như là nó anh em à. À, với cái lực chiến của mình thì đánh nè có mà tới Tết nên nó mới xong anh em hơi bị lâu đấy đù úp cái nhẫn lên nè à. Cộng 6 à sao nó lên cộng 6 ta cái này nó không có phần trăm xịt à lên luôn nè à, cái này khá dễ nha cái này nó không có phần trăm xịt anh em à. Mình tưởng đâu nó có phần trăm xịt giống như là cường hóa vũ khí chứ. Để mình lên thử cái 11 thôi coi. À, nó cũng không có xịt anh em à. Thơm nha, thơm nha. Cái cường hóa trang sức này thì nó không xịt, còn cái vũ khí với lại trang bị thì nó xịt nha anh em. Xịt lên xịt xuống á, quậy lắm. Nói chung ba nhân vật thì anh em cày cuốc để mà lên đồ cho ba nhân vật thì nó cũng khá là nhiều việc để mà chúng ta làm đấy. Cường hóa bên này thì mình vẫn chưa cường xong à, cái boss Kalima này mà con boss này thì đánh biết chừng nào mới xong đây. Lực chiến mình hơi thấp quá nâng cấp thú nữa này mà thú lông nhọn của mình đây đấy. Không có chỗ để mà kêu đồng đội lên dứt à. À, không thấy chỗ nào kêu đồng đội anh em à. Cái này gọi là yếu thì cho yếu luôn mà mạnh thì cho mạnh luôn đây nè. Đấy. Rồi xong phim luôn. Kiểu này sao mà đánh cho nó nhanh được. Hơi bị lâu anh em, đúng không? Ba nhân vật mình nó đánh hơi đắm đuối luôn á. Đánh tới sáng chưa xong nữa. Rồi, thôi được rồi. Mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo của mình. Và đây là cái video mà mình sẽ review về bên cái vấn đề mà bên mua bán. Đấy, anh em có thể tham khảo. Theo mình nghĩ là mua bán thì tất quất anh em à. Đấy, không thể kiếm tiền được trên con game này đâu. Chơi vui thì được chứ còn mà chơi đi kiếm tiền trên đây thì thua anh em à. Đấy, anh em có thể mà nhìn một cách nó rõ ràng hơn ha. Rồi anh em đã ủng hộ mình thì để một like hoặc một subscribe bên dưới nha. Còn nếu mà có ý kiến gì hay để lại phần comment, anh em chúng ta cùng nhau thảo luận ha.
Xin chào và hẹn gặp lại.